Nam mô A Di Đà Phật. Trong lục tình ai là người chiên mau thức thời tìm đạo nhiệm sâu, khuyên dân đừng chia phải hợp tác gieo trồng giống quy, coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ sông Phật khó dắt diều, tha thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đương, trời sáng ra kể lại sẽ chưa năm cũ đó rồi qua năm mới. Anh nông dân miền Tây Vlog chào cô chú anh chị nha. Hôm nay anh nông dân tới nhà chú Năm Hanh. Thì hôm bữa đại lễ 18 tháng 5 thì chú có đọc một bài kinh Sứ Mạng. Thì hôm nay nông dân mời cô chú anh chị nghe trọn bộ lại cái bài kinh của chú. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị yêu cầu nông dân mời chú nghe lại một cái đọc lại một cái bài kinh và bài giảng. Thì hôm nay nông dân đang có mặt và mời cô chú anh chị cùng với nông dân nghe lại chú Năm Hanh đọc một cái bài kinh Sứ Mạng và mời cô chú anh chị. Muôn việc mình làm lại mình chịu, thọ khổ địa ngục oán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy, xa trả con cháu gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Nông dân miền Tây Vlog chào cô chú anh chị nha. Hôm nay tiếp tục lại nhà chú Năm để nghe chú đọc một bài giảng. Tại vì hôm bữa 18 tháng 5 trong đại lễ của chủ chi hội Phật giáo thì chú có đọc một bài. Nhiều cô chú anh chị có gọi điện cho nông dân là nhờ chú đọc lại một bài, giảng lại một bài cho cô chú anh chị nghe. Thì hôm nay chú Năm đọc lại một bài Chí Mạng để gửi đến cô chú anh chị. Dạ con mời chú ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin giới thiệu đến trước nhất là bài Sứ Mạng của Đức Thầy. Vậy trước khi đọc bài Sứ Mạng, chúng ta cũng nên biết qua vài nét trọng yếu trong đó. Nguyên khởi khoảng 3 giờ chiều ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy dạy ông Nguyễn Hữu Truyền, cựu kiểm soát ban trị sự Thánh địa Phật giáo Hòa Hảo, lập một bàn hương án. Trên bàn có đủ nhang đèn hoa nước, Đức Thầy mặc áo choàng già lên nhang đèn các bàn thờ, rồi bưng khai lễ đến trình trước bàn cửu quyền và ngôi tam bảo. Đoạn rồi Ngài thỉnh Đức Ông, Đức Bà và ông Út ngồi trên ba chiếc ghế, còn số đồng đạo người đứng người ngồi hai bên. Đức Thầy trang nghiêm hành lễ hướng chánh và ba hướng phụ, rồi đứng trước bàn hương án ứng khẩu tuyên đọc bài Sứ Mạng và công bố khai đạo. Tiếng Ngài vừa đọc vang rền vừa cao vút, ai nấy lắng nghe từng tiếng nhưng không ai còn nhớ hay chép lại được, vì Đức Giáo Chủ chưa viết thành văn bản. Mãi đến năm Nhâm Ngũ 1942,
kỷ niệm ngày khai đạo năm thứ tư tại nhà ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu, Đức Thầy mới viết ra văn tự về nội dung về tiêu đề bài Sứ Mạng Đại Ý. Trong đó, Ngài cho biết các lý do và sứ mạng lâm phàm khai đạo cộng với trách nhiệm cùng phương pháp độ đời của Ngài. Do đó, bài thuyết pháp này ban sưu tập mới cho tiêu đề là Sứ Mạng của Đức Thầy và sách đầu quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Kính mời quý vị lặng tâm theo dõi phần chánh văn, đọc lại bài Sứ Mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ do chính tay Ngài viết. Xin trân trọng gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và cầu chúc cho quý vị được hưởng trọn phúc duyên lành trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bài Sứ Mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép Huệ Linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh trải bao đời giúp nước chùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Dầu thác cũng quỷ thần đất Việt, chớ bao lìa những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp gọi nhuần ân Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm gì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục lăn lộn chốn mê đồ mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dông thân dị quốc, phú chi nay cơ màu đà thấu tỏa, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tử hại dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên Tào Đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguân này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả, luật trời đà trị tội xét kẻ thiện căn thì ít, mà người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quầy đầu cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn để kịp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thượng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả,
sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo chân du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phải rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có về đâu chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân. Kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt nhục tương thân, cùng ủng hộ chở che cho sát phàm bớt nỗi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn chú Nam ạ. Thì nãy chú có đọc một cái đoạn nói tới hội Long Hoa đó. Chú giải thích cho con với cô chú anh chị trên kênh nông dân hiểu hội Long Hoa là như thế nào hả chú? Hội Long Hoa thì coi như là thầy kêu đó, nếu mà cái người nào mà tu hành để là cao công quả đó, sau này mà thầy về lập hội Long Hoa thì coi như mời những cái người mà cao công quả lại để cho thầy ban, cũng như cho xứng vị xứng ngôi, cũng như là cái người mà đức hạnh người ta tốt là một, cái người ta làm phước được nhiều á, yeah, thì người ta sẽ là được hưởng cái sự là của coi như là thầy ban cho, để sau này để là giúp dân rồi cứu dân rồi độ đời rồi trong cái thời kỳ hạ quân này. Dạ, vậy là hạ quân là như thế nào? Hạ quân thì cái đời hạ quân bây giờ thì cũng như mình đang sống ở trong cái thời buổi bây giờ, thì cái đời này là đời hạ quân. Thì thầy cho biết là cái đời hạ quân nay đã hết đời rồi, thì cái đó này vì vì cái chuyện là Phật pháp nó nhiệm mầu, nó màu nhiệm lắm. Thành thử ra khi mà mình thì người phàm phu tục tử, mình không có hiểu được những cái lời vàng ngọc của Phật nói, như mình hiểu chỉ một khía cạnh nào nhỏ nhoi ít gì thôi, chứ mình cũng không phải là cao siêu đâu mấy mà mình hiểu được nhiều. Dạ. Yeah. Con có nghe một cái câu gì hạ quân nay đã hết đời đó, trong đó là trong cái bài Chí Mạng nãy có một cái câu đoạn đó, chú đọc hết cái câu đó. Cái bài hạ quân đã hết đời thì trong đó là cái quyển một mà đức thầy đã viết để coi như là khuyên người đời tu niệm đó. Yeah. Mà cái hạ quân này đã hết đời thì cũng có nhiều cái giáo lý viên xuống hội trường để giảng, mà mình hỏi cái người
giáo lý viên đó thì mấy ngày chưa biết đó, thì cũng như cái đời hạ nguồn thì cái đó là thầy nói cũng như là cái việc thiên cơ mà coi như là mình không có là nói được, cũng như là mình đâu có hiểu được là hết đời mà chừng nào hết, mình đâu có biết được. Lời của Phật nói nhiều khi cách 100-200 năm hay là 10-20 năm mình không có hiểu được, thì coi như cái việc cái đời nó tới thì nó tới, mà mình tu thì mình cứ lo tu, còn đời thì nó tới đâu nó tới vậy đó. Dạ. Thì giờ mình tu thì mình cố gắng tu thôi, chứ chừng nào tới thì tới thôi. Dạ. Nam mô A Di Đà. Đây là quyển thứ tư mà Đức Giáo Chủ đã viết vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại Tổ Đình Thánh Địa Hòa Hảo. Ngài viết lối văn dần để thất ngôn trường thiên văn thuyết giáo dài 846 câu, khởi đầu bằng câu khai ngọn đuốc từ bi chỉ thiện và chấm dứt bởi câu mong bá tánh dạng dân giải thoát. Đại ý trong đây Đức Thầy nhắc đến Đức Thích Ca xưa kia vì nghiệm xét bốn nỗi khổ của chúng sanh nên Ngài lìa bỏ cung vui tìm đạo cứu đời. Nay Đức Thầy khuyên các giới nhân sinh hãy noi gương ấy tỉnh giấc tu hành. Về phương pháp tu, Ngài dạy tránh xa tứ độ tường, làm chủ sáu căn, đừng nhiễm sáu trần, hành pháp tứ diệu đề, bát chánh đạo, chuyên trì bát nhẫn, phá tan ngũ quẩn để đạt đến lý sắc không và chân như thật tướng. Xin kính mời quý thính giả lặng tâm theo dõi qua bài Giác Mê Tam Kệ. Mười hai tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng trong đổi thay, chữ phù dân cũng quý ai mai luôn với chuyện dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bệnh, đời hạ nguồn nay chết tuổi xanh, như thọ trước nhan hồi còn che. Miễn cho được ngày ai cơm tẻ bụi bần hàng, đặng có tu tân nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế. Sự nhân kẻ hung hăng tồi tệ, thương những người trung nghĩa gian toàn, ra kể này ai chữ bảo an, cho trần tế được tâm thanh tình. Ngọc bao quy ẩn trong Nam Định, muốn tìm kiếm đây biển gắn công, thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt phải mau cài cây. Ai có nói ta là người quay, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời, tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vạn dân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi. Hôm nay thì nông dân cùng với chú Nam Hanh ở đây chia sẻ đến cô chú anh chị một bài kệ. Thì trong những clip tới thì cô chú anh chị có câu hỏi gì về Phật pháp bên Phật giáo Hòa Hảo, giống như trong cái bài kệ chú Nam vừa đọc, thì cô chú anh chị cứ đặt câu hỏi cho nông dân, thì
Lần tới thì nông dân sẽ nhờ chú Năm đây giải thích cho cô chú anh chị. Dạ, con cảm ơn chú Năm nghe. Dạ. Yeah. Dạ, con chào chú Năm ạ. Dạ, cảm ơn bài kinh chia sẻ của chú. Nông dân cũng chân thành cảm ơn sự tham gia của cô chú anh chị để nghe chú Năm đọc lại một bài kinh. Nông dân cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Cô chú anh chị có câu hỏi gì liên quan đến những bài kinh kệ trong phần chú Năm chia sẻ thì cứ đặt câu hỏi trên kênh Nông Dân. Nông Dân sẽ nhờ chú Năm giải thích. Bây giờ Nông Dân xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Hẹn gặp cô chú anh chị vào những clip tiếp theo. Chào chú anh chị. Muôn việc mình làm lại mình chịu, thọ khổ địa ngục oán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy, xa trả con cháu gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai.